Điện mặt trời Shop Solar xin chào tất cả anh em yêu thích năng lượng mặt trời. Bên em hiện nay còn đúng 39 tấm pin Toshiba. Đấy. Pin này là pin nội địa Nhật anh em nhé. Và chất lượng của pin thì là rất tuyệt vời rồi. Đấy. Thì còn đúng 39 tấm, anh em nào mà lấy lần trước đang lấy dở thì các bác lấy đi. Không có đến lúc là hết cái lô này là không tìm ra cái pin giống như thế này đâu. Và cái pin của nó các bác lấy các bác biết rồi, rất là ngon. Đấy, và giá thì em đang bán là 1.750.000 đồng bao phí vận chuyển toàn quốc cho anh em. Khung của nó rất dày anh em nhé. Đấy, cái khung của nó rất dày và chắc chắn. Pin này là pin dư của nhà máy. Đấy, nó để ở ngoài trời ấy. Loại pin này thì em đã giới thiệu rất kỹ trong video trước rồi. Đấy. Và cái hiệu suất của nó thì rất là tuyệt vời. Các bác tranh thủ các bác lấy đi, không hết là rất là tiếc cho những bác nào mà đang lấy những cái lô trước của em. Tấm pin này thì cũng nói luôn với anh em là tấm pin poly nhá, và anh em có thể nhìn về cái thông số của nó này. Bác nào ở miền Nam thì dùng rất là hợp lý, và bác nào ở giáp miền Nam, miền Trung giáp miền Nam thì anh em sử dụng rất là tuyệt vời. Kể cả các bác miền Trung sử dụng rất là tốt, vì nắng miền Trung thì hoặc là nắng của trong miền Nam thì rất là gai gắt, các bác sử dụng pin này rất là tuyệt vời. Pin này Toshiba, công suất 270W và cái điện áp làm việc là 31,21V, công suất làm việc là 8,65A và cái điện áp hở mạch là 38,30V và cái công suất danh định là 9,16A. Đấy. Với cái tấm pin này thì nó có cái chiều dài là 1m8 đấy các bác ạ. 1m8, 1m95 gì đấy. Đấy, nó rơi vào tầm đấy. Thì em không đo thực tế nhưng mà nó rơi vào tầm đấy. Đây là cái hai cái dây nhé, dây rắc âm dương để các bác về các bác sử dụng. Và cái dây của nó rất là dài. Đấy, cái dây của nó dài hơn những cái tấm pin khác rất là nhiều. Đấy, đây là đang để nhờ bên hàng xóm này. Nhà chật hết cả pin nên không có chỗ đổ, không có chỗ để. Xeo pin rất là đẹp và hiệu suất của nó rất là cao. Với cái tấm pin này thì anh em sử dụng cho cái hệ 24V lưu trữ rất tuyệt vời. Đặc biệt là các bác mà sử dụng hòa lưới bám tải hoặc là hòa lưới đẩy lưới. Nhưng mà thường giờ đẩy lưới không ai dùng bởi vì là chỉ có bán điện thì người ta mới sử dụng đẩy lưới thôi. Còn giờ sử dụng tất hòa lưới bám tải, các bác mua biến tần thì kết hợp với pin mặt trời thì bên em đều cung cấp hết cho các bác nhé. Các bác mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại đã để trên màn hình. Các bác nhắn tin Zalo nhé để chốt hàng anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau.